Xin chào các bác, quý anh chị và các bạn Thì hôm nay tôi Việt Nam đi qua cho mọi người vườn hồng bạch xếp và hồng đào cổ nhỉ. Những cái cây tạo như vậy có chiều cao là tầm khoảng độ 2m2 cho tới 2m rưỡi Và tán rộng là 2m2 nhé Thoát thân của cây từ 80 cho tới 1m, vanh là 13 cho tới 14 Đó, Đây là một cây cây hồng bạch xếp này thì hôm nay thì cũng nói qua một chút về cái vấn đề mua hàng online thì cũng đã có một vài bác mua hoa hoặc là mua cây đó thì cũng có tin những cái bên mà bán hàng nó chưa được uy tín Đấy. thế là thành ra rằng là khi mà mua cây của mình ý, thì là thành ra là, là các bác cũng có một vài cái 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 nó có gọi là gì nhỉ nó có một vài cái 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 nước nự một chút đó nước nự một chút bởi vì là uh, lần cái cái lần trước mua rồi và nó đã không được như ý muốn đó thì lần này thì khi mà mua tới 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 um, tôi Việt Nam thì lại có những cái sự nó cẩn trọng hơn nó cẩn trọng hơn một chút thì hôm nay mình cũng có giải thích cho mọi người sẽ giải thích cho mọi người biết là làm có một vài cái hướng mà khi mà mua hàng online mà chúng ta sẽ hạn chế hạn chế được các cái 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 rủi ro một cách thấp nhất để mà khi mua cây cảnh hay là mua các cái mặt hàng khác nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó. Để làm sao để có được những cái hạn chế mà chúng ta À, mua phải những cái nơi bán hàng nó chưa được uy tín hoặc là nó à, chưa đảm bảo Đó. Thì khi mua hàng online thì các bác cũng biết rằng là Bây hiện tại bán hàng online thì nào nó là một cái xu hướng rồi Đó, Nó là một cái xu hướng Thì sớm mới mua à, hầu hết các cái um, mặt hàng đều được bán hàng online cả Kể cả những cái dòng cây cảnh như vậy nữa Ngày xưa thì những cái dòng cây cảnh như vậy thì thường phải đến tận vườn hoặc là qua các cái nơi giới thiệu thì những cái hình ảnh hoặc là những cái cây mới đẹp thì mới tới được tay của mọi người thôi. Đó. Còn bây giờ thì cái mạng thông tin truyền thông rồi là các cái cái cái, cái, cái nguồn mà để tìm những cái cây, các cái hình ảnh cây như vậy ở trên mạng thì khá là nhiều. Khá là nhiều thì các bác có thể thấy là khi mà chúng ta đã yêu thích một cái sản phẩm nào đó rồi hoặc là chúng ta muốn có một cái sản phẩm đó ngay lập tức đó thường thì chúng ta mua hàng thường thì theo cái cảm xúc nó nhiều hơn khi mà đã thích rồi thì chỉ mục chỉ có muốn nó về ngay về ngay cái 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 sản phẩm ấy về ngay tay mình đó về ngay tay mình mà quên đi một cái vấn đề là trước khi mua chúng ta nên tìm hiểu những cái nơi mà nó có đảm bảo uy tín hay không đó, các cái kênh mà kênh lớn này hoặc là các cái nhà vườn nó uy tín này Thường người ta sẽ thường làm gì Ví dụ như cái kênh của tôi Việt Nam này nó nhỏ thôi Nhưng mà thường thì nó thường hay đăng những cái gì Nó đăng bài về những cái cái, cái mà cái kênh đấy nó muốn hướng tới Ví dụ như là cây cảnh này đã như tôi Việt Nam về cây cảnh hồng đào này Hoặc là giới thiệu các cái nông sản đặc sản địa phương nghiên Thì hầu hết rằng là tôi Việt Nam đều giới thiệu về các cái dòng đấy và ngày nào cũng ra video. ngày nào cũng cũng ra video luôn nhá. Hầu hết là ngày nào cũng về ra video. Cái đợt ở trong năm thì ngày nào cũng ra một video. Nhưng hiện 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 thời thì cái thời tiết nó quá nắng. Nó nắng. Cái hai là hoa nó cũng nó 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 không được đẹp như cái đợt trong năm nên là thường là cứ cách một ngày mình ra một video, cách một ngày ra một video. Đó. Còn về các cái bài đăng hoặc là các video video ngắn ít nhất ngày nào cũng có. Đấy. Thể hiện rằng là à cái kênh này nó làm thật, nó có tương tác thật. Đấy chứ không phải là nếu mà những, những tin những cái nơi không không uy tín nhá, làm chỉ được một uh, vài ngày hoặc là một vài tuần, nhiều là một vài tháng là nó tắt ngay. Nó không bởi vì không có kết quả một cái lừa lừa thì cũng chỉ được một hai lần thôi, chứ cũng không thể nào lừa mãi được. Đấy. là mình nên theo dõi cái kênh khi mà đã thích cái cái cái, cái trang cái kênh ấy rồi hoặc là cây đấy rồi thì đừng đừng có uh, mua vội, hãy tìm hiểu, hãy tìm hiểu về cái kênh đó trước. Tìm hiểu về cái gì? thứ nhất là về cái các cái bài đăng trên YouTube, trên TikTok, trên Facebook, trên fanpage, trên uh, uh, trên trên uh, các cái nền tảng của mạng xã hội đó xem họ có đăng thường xuyên hay không và họ khi mà họ trả lời các cái bình luận như thế nào và ra sao đó thì chúng ta có thể cảm nhận ngay được rằng a à, cái 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 kênh cái, cái, cái kênh đó nó có thực sự là cái cái kênh mà có đảm bảo uy tín hay không đó tin những cái kênh mà nó gọi là chỉ được gọi là trước ăn ăn sổi ở thì thì nó không được lâu không được bền đâu chỉ được tầm khoảng độ uh, một vài tháng là cùng thôi như tôi Việt Nam làm cái đến cái kênh này cũng được hơn một năm rồi đấy mà hầu hết là ngày nào cũng làm chứ không phải là bỏ bẵng đi tầm tháng với ra một video không có vấn đề đấy không có và mình muốn xây dựng một cái cộng đồng nó thật sự rằng là Uh, uh, muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà thực tế ở các cái vườn hoặc là các cái nơi mình sống thì chắc chắn rằng là khi mà người ta đã có một cái hướng nhất nhất định rồi thì người ta sẽ làm theo cái hướng đó đấy thì mọi người có thể là cứ từ từ bình tĩnh hãng mua những cái những cái sản phẩm nó vội hay tìm hiểu trước xong mà khi mà đã thích rồi và mình đã tìm hiểu rồi thì uh, xem số điện thoại này hỏi địa chỉ này rồi là uh, tên tuổi đó ở đâu ở đâu vân 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 vân, vân, vân hỏi kích cỡ cây này hoặc là chiều cao cây giá cả thế nào đó thì với các cái nhà vườn mà làm làm ăn mà uy tín thật thì người ta sẽ ra cái chính là người khi mà như vậy nha người ta sẽ ra tận vườn này người ta sẽ ra tận vườn người ta sẽ gửi ảnh này chụp hình này đo kích thước gửi cho các bác báo giá cho mọi người đấy chứ còn nếu mà qua qua các cái trang mạng hoặc là các cái chỉ gọi là new hay là lấy các cái hình ảnh ở trên mạng hoặc là các cái bài đăng khác xong là về để gửi cho mọi người thì mọi người có thể cảm nhận ra ngay giữa những cái hình ảnh thực tế như này xe cộ này rồi là cọc kiếc này rồi là thủng này rồi là bao tải này đó nó rất là thực tế đó nên chúng ta có thể là cảm nhận được ngay đó còn mà nếu mà làm không tốt thì không thể nào gửi một hai cái ảnh rồi là nói qua loa cái là cây em đẹp tuyệt vời rồi là mùa này là hoa nó 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 nó, lở nhiều Úi rồi đang bóng tán rất là xum xuê cứ cẩn thận coi chừng <laughs> gửi chuyển chuyển khoản là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được đấy nhá các bác cứ <laughs> Rồi là đôi khi rằng là đôi khi là các bác đã bị mất cái niềm tin về cái mua hàng online rồi thì lại nghĩ rằng cả cái cộng đồng cả cái cộng đồng bán hàng online này nó xấu. Đấy. Cũng có những người mà làm việc nó thực sự rằng là uy tín, còn có những cái nơi mà nó chưa uy tín thì chúng ta phải có những cái tìm hiểu. Đấy. mình phải là những cái người mà mua hàng thông thái. Đấy cũng nhưng mà tất nhiên là cũng không thể đổi đổ đổ hết cho các bác ai bảo là không mua hết mua hàng không thông thái thì uh, mua tin những cái đồ dởm thì còn kêu gì nhưng cũng là chúng ta là người cầm đằng chuôi chúng ta là người mất tiền thì chúng ta phải uh, có những cái nó làm thế nào để thuyết phục chúng ta đó chứ không phải là gửi qua một vài hình ảnh một vài cái video đấy và khi mà đã có những hình ảnh kích thước rồi thì, cũng cứ từ từ vội chứ đâu mà vội Mua không mua ở nhà vườn này thì mua nhà vườn khác Nó có rất nhiều các cái nhà vườn và các cái tảng cây Không mua cây to cây bé Mua thế nào để cho nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và cái nơi mà chúng ta trồng cái cây đấy Đấy Mua cứ hỏi xong hỏi kỹ xong đừng có chuyển nếu mà có hỏi người ta có hỏi là đừng có chuyển khoản thì cứ tốt nhất là cứ từ, từ từ để một hai hôm xem cái nhu cầu của chúng ta có muốn mua cái cây đấy không? Đấy. có muốn mua có thật sự có cần cái cây không? Nếu à nếu mà thật sự cần cái cây đấy và mình thích cái cây đây rồi thì có thể rằng là uh, mình hỏi giá cả rồi là kích thước cây mà mình cảm nhận rằng là ok thì mình đặt đặt cọc. Đấy hầu hết bây giờ là uh, bán cây hoặc là mua cây đều phải cọc hết. Đấy chứ không phải là không cọc đâu, không cọc ít khi người ta gửi lắm. Bởi vì là thường là các nhà vườn cũng muốn có một cái các các bác cũng muốn các bác nhà vườn cũng muốn rằng là à, à, chúng ta có khi mua hàng cũng có cái trách nhiệm một chút nó ít nhất là cọc một vài trăm để là có cái trách nhiệm nhận hàng thường thường vẫn có những cái trường hợp là vẫn đến nhận cây rồi vẫn không nhận cây đấy chứ vẫn có đấy chứ đâu phải không có đâu đấy thế nên là ai cũng muốn ai cũng muốn mình là người cầm đằng chuôi ai cũng muốn mình là người mà không không phải là ai cũng muốn các nhà vườn thì hầu hết ai cũng muốn bán cây các bác thì muốn nhận cây như, như muốn to khỏe và dễ chăm sóc đó thì khi mà chúng ta đã như vậy thì cả hai bên đều phải có những cái 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 xem nào có những cái động thái tốt để mà gửi được cây cho nhau đấy còn có những cái bác nói thật với các bác có những cái bác mà mình chỉ bảo là chuyển cọc chả bị cọc đâu người ta bắn chuyển các bác các chuyển thẳng tiền cho chuyển thẳng hết hết cả cái cây đấy cho tôi Việt Nam luôn và trong khi đó mình còn chưa biết rằng là cái làm thế nào để gửi cây các thứ để tìm xe tìm chiếc chứ không phải khó chứ không phải là tự nhiên là cứ muốn gửi cây là gửi đâu đấy đây nhá khi mà các bác đã thích rồi được chưa khi mà các tôi Việt Nam thường là khi mà đã thích rồi này à, giá cả tất cả thỏa thuận xong này đấy sau đó thì à, mình sẽ đi tìm xe tìm xe làm sao để đến các bác đến các cái nơi mà các bác có thể nhận một cách gần nhất để thuận tiện nhất có các bác ở trong tận đồng nai ấy, mà nhận cây phải nhận cây xe nó đi qua cái nơi đấy mà nó rơi vào tầm khoảng độ một hai giờ sáng các bác cũng vẫn ra nhận thực ra mình rất thương các bác đấy mà cảm giác là thấy tội các bác ấy hơn bởi vì là lửa đêm gà hùa gà gái tận một hai giờ sáng mà lại phải đi lấy cây mà lấy cây thực sự là các bác ấy rất có niềm vui niềm tin với hoa hồng và tin cả mình nữa thì mình cũng phải làm sao để có những cái uh, cây gửi cho các bác nó thật sự rằng là nó uy tín và nó phải sống cây cơ nó phải sống cái cây đấy cơ đấy cái cây nó phải sống nó phải ra hoa nó phải to nó phải khỏe thì mình mới vui thật sự luôn thì mình mới vui chứ không không mà không, không ngẫu nhiên là mình cứ phải là bán cây cho các bác mà xong là lấy tiền lại là vui Thì không có đâu cái vấn đề đấy là thực sự là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến cái khoản bán cây cho mọi người là cái cây đấy nó phải nó phải sống nó phải khỏe nó phải ra hoa đấy khi các bác vui thì mình vui được chứ không phải là à, tôi cứ gửi cây cho ông là hết phận sự đâu không có đâu nó 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 còn là nó nó còn là cái cái niềm tin các bác dành cho mình nữa mà mình lại không đáp đáp lại thì thành ra rằng là nó lại càng xấu thêm cái 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 nghề bán hàng online này đi đấy nên là đi với khách hàng bây giờ không phải là 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 đi chỉ là đúng cây đúng 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 cây là, là tới nơi là tôi mà kệ đâu bây giờ là phải đi đến tận cùng với khách hàng luôn phải đi tận cùng và đến đi đến khi nào cái cây nó ra hoa và nó khỏe luôn ấy. đấy đấy mới là được cái cái nơi mà tạo dựng được cái niềm tin giữa nhà vườn và khách hàng đấy thế nên là các bác sau này mà có mua mua hàng online hay là mua bất cứ một cái thứ gì thì lên tìm hiểu tìm hiểu trước. Đừng đừng có vì cảm xúc, đừng về đừng vì cảm xúc mà chúng ta mua hàng online mà có thể tin các cái nơi mà bán hàng nó chưa được chất lượng và uy tín. Thì thành ra là lại đem lại cái 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 không vui cho mọi người. Đó, đây là những cái dòng hồng đào cổ và hồng hồng hồng, hồng bạch xếp đó, những cái dạng cây dạng to, rất to vườn này thì mình đã có rất nhiều video quay về cái vườn này rồi với những cái dòng này thì với những cái dòng hồng đào và hồng bạch xếp ấy, thì hồng đào hồng bạch xếp này hồng cổ huế này hồng Huế son này các cái dòng đấy thì vào cái mùa này thì nó mùa lắng cũng như là mùa mát mùa mát thì cây nó đẹp hơn rất nhiều còn mùa nắng đấy thì hoa nó vẫn ông ơi mùa mùa nắng thì hoa có thể nó xấu hơn một chút đấy thôi Chứ còn về cái cây nó có khỏe hay không thì đảm bảo với các bác là với những cái dòng hồng cổ thì thường là chúng đã thích ứng đã vào Việt Nam tầm khoảng độ trăm năm rồi. Nó đã thích ứng được với cái điều kiện thời tiết của Việt Nam. đó Đây những cái dòng cây này nó rơi từ tầm 3 mét, phát thân 1 mét mốt này, vành nó là 14 này. Đó. Những cái dòng này dòng hồng cổ. Hầu hết cái dòng này đều là dòng dạng bịch nhé, dòng dạng bịch hết này. Thì các bác nào cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 0354398599 nhé. Đây là những cái cây bạch xếp này. Đó. Rồi, video cũng xin kết thúc tại đây. Mong rằng các bác sẽ có những cái uh, 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 các cái uh, mua hàng online thật là sáng suốt, mua được các sản phẩm mà tốt nhất, rẻ nhất và uh, đáp ứng được cái yêu cầu của mọi người qua đây cũng là một vài cái chia sẻ về cái mà cái cách mà mình đã bán được bán hàng đó cái cách mà mình bán hàng chính xác hơn đó thì những cái người mà bán thực sự thì họ sẽ như thế nào còn các cái nhà vườn hoặc là các cái lơi mà bán nó chưa chuẩn thì chúng ta có thể là phòng tránh được đó thì đây là các cái cây hồng đào rất là to Đấy, hồng đào đó còn cổ Huế này Đó. Thì uh, chào các bác nhé